Rồi, Xpander Cross này, xe này thì có đã có dán phim từ trước rồi nha anh em nhé. Nhưng mà cái tôi thật ra là đi nó vẫn rất là nóng. Thì anh chủ đã qua quyết định và dán trang bị lại ngay cho bộ phim 3M Crystal Ride cho chiếc xe này. Đây thì kính lái với mã là CR20 đảm bảo độ riêng tư. Khi anh em nhìn cái gương này, anh em dán tông tối quá thì khi mà đi qua anh nhìn cái gương này buổi tối anh em sẽ không nhìn thấy này. Và kính lái của nó sẽ là CR60 và CR70 nếu anh em tùy vào theo anh em đi mà cái mắt anh em kém anh em có thể dán CR70. Còn nếu mà ấy tốt thì anh em có thể dán CR60 để cho cái độ xuyên sáng nó thấp hơn và đảm bảo cái độ riêng tư hơn. Đấy. Đấy thì cả một như cái chiếc xe như này mới có một gói phim này nó sẽ rơi vào hơn 10 triệu để cho anh em dán full một chiếc xe này và đảm bảo cho anh em là phim chính hãng bảo hành cho anh em là 10 năm anh em nhá. Đấy. Mà anh em nào mà chưa dán phim cách nhiệt thì hãy đến với AK Thái Nguyên để bên em tư vấn và dán cho các bác. Bên em đầy đủ các thiết bị như máy test hồng ngoại này. Đấy, để cả các bác cảm nhận trước khi dán phim này và cái mã phim mà các bác đã chuẩn bị dán này. Thứ hai là có máy đo các cái chỉ số như là UV, độ xuyên sáng và độ cách nhiệt cho các bác để các bác có thể cảm nhận được. Đây một cái dòng máy như này kẹp vào này để test cho các bác trước và sau khi các bác dán phim thì nó sẽ thay đổi như thế nào. Đấy, đầy đủ các máy test như thế để cho đảm bảo cho các bác là uy tín và chất lượng. Đấy, còn các bác mà chưa biết dán phim nhá, hoặc là bác nào mà đang muốn dán phim cái dòng xe nào hãy comment phía dưới bên bình luận, em sẽ tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác.